xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản của EV. Hiện tại thì EV đang có mặt tại trung tâm thương mại Vincom Megamall với mô hình Life Design Mall lớn nhất khu vực miền Nam tại đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì vào ngày 1 tháng 6 2024, Vincom Megamall sẽ đi vào hoạt động. Cô chú anh chị hãy cùng EV tham quan một vòng tại đây nha. Let's go. Vị trí mà MV đang đứng đó là cổng chính của trung tâm thương mại Vincom Megamall. Đối diện cổng chính mình đó là phân khu Lowry 2 á cô chú anh chị. Một phân khu mà MV rất là tâm đắc trong đại đô thị Vinhome Grand Park này luôn. Và MV đã bán rất là nhiều giao dịch tại phân khu này với một vị trí siêu đẹp là đối diện trung tâm thương mại Vincom Megamall. Bây giờ cô chú anh chị hãy cùng MV mình tiến vào phía bên trong để mình xem trước không gian như thế nào nha. Hiện tại cô chú anh chị là trong này là các nhãn hàng đang bắt đầu set up để kịp cho tiến độ vào ngày 1 tháng 6 á. Cô chú anh chị mình có thể thấy hẹn gặp cô chú anh chị tại Vincom Megamall với mô hình Life Design Mall tại đại thị Vinhome Grand Park vào ngày 1 tháng 6 nha. Goodbye.